đây, đây, đây con chia rồi, ra đây, ra đây con, ra đây nhận quà nè. Giờ bên Mạnh Thường Quân Luân Đỗ sẽ đi tiếp nha các bạn. Rồi cảm ơn anh. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình sẽ cho các bé rước đèn nha các bạn. Hôm nay là mình phần 2 nha. Rồi. Không phải mơ đâu. Em mới nhảy xuống. Đâu rồi? Đây là dùng u tay rồi tới đất. Đây là dùng u rồi tới đây. Nè. Tết Trung Thu xách đèn đi chơi, em xách đèn đi khắp phố phường. Rồi. Rồi bỏ cái đi. Đứng 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 với Mai nè, đứng đây đây nè. Đứng đây đứng gần nghe nè. Ôi, đứng gần gần đó. Rồi, 2 3 mình hát nha. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Rồi đi mấy đứa. Đi mấy con. Nha. Rồi. Rồi, đi từ từ ha, mình đi từ từ mình hát nha, đi từ từ hát đi mấy đứa. Đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Cho mấy đứa rước đèn lên trước nha các bạn. Từ ở dưới nhà mình sẽ rước đèn lên trên sân này. Rồi cho mấy bé ngồi lại ăn bánh nha. Rồi rước đèn rồi, cô Ban đi trước đi. Rồi mình đi vòng vòng các bạn nha. Từ 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 từ, từ từ đi chậm thôi. Đi vòng vòng đi, vòng vòng đi bên. Rồi. Rồi vô bàn nha. Rồi. Rồi. Mời các em vô bàn. Mình thưởng thức buổi tối Trung Thu nha. Con thích kẹo bình châu. Cái mồ, rớt mỡ này. Lượm cái con, lượm cái.
Chừng nào ta ăn hết cái lá kẹo ăn tí. Con cùng chơi rồi. Ai? Dạ. Dạ, bơ ai dữ luôn. Em mơ lẻ lời. Em bơ tội nghiệp quá. Không được. Rồi, không phải giờ em mơ qua đứng chụp hình với em bơ luôn. Đây. Lấy giấy nha. Cái gì? Chắc tất cả của em nha. Tất cả của con chỗ đâu vậy? Cái nào cũng tương cà. Tương cà không có con. Nha. Dạ. Sao em chụp hình lên cái nè. Mau vô không? Chả giờ không biết vô chị có vô đúng không? Một bánh tráng thì mình tạm thời xin dừng clip nha các bạn. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ cùng bên người thân những ngày trung thu nha. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại.